đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Ricky Gaming nha. Dạo này cái trang phục của con Ryuma này nó ra mắt nó hot rần rần á. Tôi thấy ai cũng chơi á, cho nên tôi cũng phải ứng tiền lương ra trước để tôi mua cái trang phục này tôi quay clip cho anh em coi á. Anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube của tôi, ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bữa nay là tôi đi top với lại thằng Murat. Bữa nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi Ryuma cơ bản nha. Cơ bản thôi, đầu game là anh em cứ nâng chiêu 1 với tôi đi. Nâng chiêu 1 nhiều anh em chơi Ryuma đầu game đứng hay nâng chiêu 2. Chiêu 2 nó farm không có nhanh đâu, đầu game cứ nâng chiêu 1 đi. Chiêu 1 gì nó cơ động, nó lướt được 2 lần nha. Đó mới đầu game là mù rá là nó sụm đủ với tôi rồi. Chơi Ryuma này anh em cứ lên cho tôi cái đồ xuyên giáp cấp 2 trước, đừng cứ lên đôi giày. Cái lối lên đồ này là tôi học theo cái bạn One Kill nha. Bạn One Kill này đúng nghĩa là best Ryuma luôn á. Tôi lên đồ thì cái lối của bạn này. Đó, đầu game cứ lên cái món xuyên giáp cấp 2 trước là để ăn chi, là để chọn cho nó đau. Thế này Ryuma nó cũng khá là cơ động rồi, cũng không có sợ. Đầu game thì cái lượng sát thương của Ryuma phải nói là cực kỳ đau nha anh em. Và để đánh cái cho nó hiệu quả đó, thì trước khi mà anh em chọn chiêu 2 á, thì anh em hãy đánh thường một cái, sử dụng cái đòn đánh thường nội tại Ryuma đó, để anh em làm chậm tướng địch, thì tướng địch sẽ bị làm chậm, anh em có thể chọn chiêu 2 nó dễ dàng hơn. Hay có đồng đội tôi lên găng nè, nó biết. Đấy trời ơi, nó mà không có chiêu 2 là nó nằm xuống với tôi pha đó rồi đúng không anh em. Thôi trời ơi, hụt nữa. Không ổn rồi, thôi lui về. Ryuma thì chiêu thức của nó hồi cũng khá là nhanh, với chiêu cuối nó có khả năng hồi phục nữa, cho nên cái việc mà Ryuma ôm đường, ôm chủ nó rất là tốt. Đó, sau khi lên cái món trang bị cấp 2 xong thì sẽ lên đôi giày kiên cường nha anh em. Anh em thấy hôm nãy giờ còn xíu máu, tôi sử dụng mà chiêu cuối tôi hồi phục rất là nhiều. Đúng là cái con nào mà được ra trang phục á là bên Tencent nó sẽ nâng sức mạnh nha. Thật sự là nâng sức mạnh á là ở phía bên Tencent chứ phải Garena nha anh em. Garena thực ra nó chỉ là nhà phát hành thôi. Cái đứa mà nó tăng sức mạnh á là ở nhà sản xuất kìa. Nhà sản xuất game á là Tencent. Nó sẽ tăng sức mạnh. Chứ Garena cũng có biết gì đâu. Garena là chỉ cập nhật cái update từ bên nhà sản xuất thôi. Anh em phải hiểu rõ là như vậy. Con nào mà nó được tăng sức mạnh, được có trang phục mới, nó sẽ tăng sức mạnh liền. Ryuma này ra một lúc là hai trang phục mới luôn, nó tăng sức mạnh quá trời quá đất. Ê, Murat nè. Chọc chứ hả? Rồi, thằng này nhanh ha. Đó rồi, sao mày sống được, đúng không? Chặn hai đầu là Murat là chỉ có chết thôi. Mà công nhận thằng Murat này nó nhanh, nó xài chiêu 2 rất là hợp lý. Cái trang phục sắp tới của Ryuma mà ra mắt á là cái trang phục của Tachibana Yukio của trong cái game Samurai Showdown nha. Có nhiều anh em chê, anh em nói cái trang phục đó xấu, nhưng mà riêng tôi là fan của cái dòng game đó từ nhỏ rồi. Tôi thấy cái trang phục đó tôi rất là thích. Tôi thích hơn cái trang phục này rất là nhiều luôn, bởi vì nó là tuổi thơ của mình mà nhìn nó rất là quen. Anh em nào mà chưa chơi thì anh em sẽ thấy nó xấu, thấy nó nhựa, chứ mà không, anh em mà đã chơi cái game đó rồi thì anh em sẽ thích cái trang phục đó hơn. Cái trang phục này nhìn nó ngầu nhưng mà nó không có quen. Tôi nếu mà ra trang phục kia tôi sẽ chơi trang phục kia, mặc dù tôi có mua trang phục này rồi. Tôi cũng có mua trang phục của Charlotte luôn mà chưa làm clip, để có bữa nào rảnh tôi làm clip cho anh em coi. Đây vô bao cái trụ nè, lên xúc thằng chịu dân, xúc thằng chịu dân luôn. Chạy đi đâu con, còn tóc biển là mày chết. Cái chiêu 2 của Ryuma là cái chiêu cực kỳ quan trọng nha. Anh em hãy cố gắng tập luyện làm sao mà cho có thể chọn cái chiêu 2 trúng á. Bởi vì chiêu 2 chọn ngay cái phần rìa, cái phần đầu của chiêu 2 á, thì tướng địch sẽ bị làm choáng nha. Đó, Ryuma khá là rất là sợ bị áp sát. Murat này lạ lướt quá anh em ơi. Ryuma thì nó rất là sợ bị áp sát, cho nên là đánh là phải giữ khoảng cách. Mặc dù Ryuma là một dạng đấu sĩ, nhưng mà cái sải tay dài của nó là nó cấu rỉa ngay từ đầu game rất là khỏe luôn. Cái lợi thế của nó là như vậy. Nó có thể đè được con Florentino nếu như mà đánh khéo nha anh em. Ryuma mà đánh kiểu mà điếm thúi á, đứng từ xa rỉ rỉ rất là khó chịu luôn. Ở bên đài thì đa số người ta chơi Ryuma theo cái dạng là lên semi tăng với lại đam, dạng cấu rỉa thôi. Còn bên Việt Nam thì anh em chủ yếu là chơi theo dạng là full đam luôn, chọn một cái là có mạng. Nói về cái cách chơi của Việt Nam với lại đài á, đài thì họ đánh theo kiểu cẩn thận, kiểm soát.
còn của anh em Việt Nam mình chủ yếu là chơi theo cái kiểu là khô máu, thích là lên là full sát thương, đấm một cái là có mạng, đổi mạng luôn, chứ không có kiểu mà đánh cẩn thận như bên Đài đâu. Bên Đài họ đánh là họ không có ăn mạng nhiều, họ chủ yếu họ kiểm soát mục tiêu, họ check map này nọ, họ đánh rất là kỹ như trong đấu giải vậy đó. Còn anh em Việt Nam mình thì đánh phải nói là rất là khô máu luôn. Con sát thủ đấu sĩ nào là cũng cứ thích lên full sát thương, đấm là lên bảng điểm số. Bởi vì mà cũng đúng thôi, bởi vì mình chơi mà mình thấy mình cảm thấy cái lượng sát thương của mình yếu, mình đánh chán lắm. Bên đây tôi lên là cái thương long Guinness với lại cái thương xuyên phá luôn nha. Hai cái món xuyên giáp luôn, một cái xuyên giáp, một cái là phá giáp. Cái lối trang bị này là tôi coi thì tôi học theo của Laibân á, hôm bữa thấy để trên fanpage của Liên Quân Mobile, tôi thấy tôi học theo. Riêu ma cứ lên full đam mà chọn cho nó sướng anh em à, còn gì mà phải lên cấu rỉ làm chi. Nếu mà anh em mà thích cái kiểu mà cẩn thận á, mà chưa chơi quen Riêu ma thì anh em có thể cân nhắc cái phù hiệu là du hiệp. Du hiệp thì để lên đồ theo cái lối là semi tăng nha. Thì cái để nếu mà như mà chơi du hiệp á, thì để mà chọn chiêu 2 chính xác á, thì anh em đánh thượng cái kết hợp với cái du hiệp nó sẽ làm chậm, anh em sẽ chọn chiêu 2 nó dễ dàng hơn. Chơi theo du hiệp thì nó sẽ thiên về cái hướng là cấu rỉa hơn là sóc đam. Còn lên cái kiểu là ma chú như thế này là sóc đam, bắt chủ lực rất là tốt luôn, dồn một combo chọn một cái là chết. Đây xuống đây đánh thằng quỷ này nè, nước đi đâu con người, một chọt thôi anh em thấy không. Riêu ma lên full đam chọt là chết liền, có mạng liền, kho đối thủ là chết là không kịp ngáp luôn. Riêu ma bây giờ update thì giống như cái bên phiên bản gốc của Vương Giả Vinh Diệu rồi, nếu mà lướt qua địa hình hoặc lướt qua quái lính thì nó có thể lướt được 2 lần, hồi xưa lướt có 1 lần thôi, bất cơ động. Thấy mấy anh em đánh Riêu ma bé thấy ngam hả, tôi chơi cũng không có hay lắm, ráng cố gắng đánh cẩn thận á chứ. Nè chọt nó, thấy chưa, trước khi mà chọt chiêu 2 thì anh em cứ lướt lên em đánh thường làm chậm tụi nó. Murad giờ là sụm nụ rồi. Cái trang phục này á thì không biết là sau này nó còn bán nữa hay không. Tôi sợ nó giống như cái trang phục của Violet với lại con Bizan á, nó không có bán nữa. Hoặc là sau này nó có bán thì nó cũng sẽ vô sự kiện thì nó sẽ mắc hơn, cho nên thôi tôi mua luôn. Tôi ráng tôi nhịn ăn sáng, tôi ứng tiền lương trước để tôi mua. Thì anh em thấy là tôi hy sinh quá mà. Có trang phục mới là mua là lụm liền, mặc dù nhiều khi chơi không có rành á. Con Celica nó ngồi nó rặn ra bị chịu dân nó gõ độc. Đây nè, đây nè, đường trên thằng đi rắc nó ngu ngu, nó đi lẻ nè, coi nè. Đánh thường làm chậm, chọt chiêu 2, loạn cảm, đánh thường, đó, anh em thấy không? Cái cách combo của Riêu ma nó đơn giản vậy thôi, anh em cứ luyện tập từ từ. Khi nào mà anh em đánh quen á, anh em mới tung combo nhanh như cái bạn của anh kêu được. Chứ còn anh em mới chơi thì anh em cứ đánh từ từ thôi. Anh em sử dụng chiêu 1, cái chiêu 1 là cái chiêu nhảy ngược giống như Nagrod nha, anh em chú ý cái phần này. Anh em tiếp cận cái địch bằng chiêu 1, sau đó đánh thường, phải đánh thường trước, sau đó mới sử dụng chiêu 2. Sử dụng chiêu 2 làm chán xong, anh em bấm chiêu cuối là anh chảm. Đó, combo thì chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại chiêu thức của Riêu ma nó hồi cũng khá là nhanh. Trong giao tranh thì cứ mà giữ khoảng cách, lâu lâu mình bay lại, mình chọt cái chiêu 2 một cái là được rồi. Mỗi con tướng nó một cái thế mạnh khác nhau đó, trời ơi một phát là anh chảm kìa. Ghê chưa, double kill luôn. Team được sụm nụ rồi. Đúng nghĩa là có trang phục mới là được tăng sức mạnh, đánh rất là sướng anh em nè. Vậy tranh thủ mà mua đi, mốt nó bán xong rồi nó giảm sức mạnh, nó cay lắm. Như con Ben cũng vậy. Nhớ mấy lần mà con Ben mà ra trang phục mới á, trong sổ sứ mệnh này nọ, nó trang phục gì màu tím á, nó cũng tăng sức mạnh, tăng nó bán xong cho đã, xong nó giảm. Đúng là cái nhà phát hành, của nhà sản xuất chứ. Nó khôn cực kỳ anh em à. Nó hút máu người ta cho đã xong nó giảm. Đây, ăn con màu xanh luôn. Murad nè, mày hả mày, tao anh chạm với tao.
anh em thấy không, Ryoma đánh mình nhanh đó, mà đánh quen tay, đánh nhanh đó, đánh phê lắm. Đây lên giá hồi sinh Ryoma thì anh em có thể kết hợp lên với lại thương cung kiếm cũng được, tùy trường hợp thôi. Nếu như mà tướng địch nó sóc đam căng quá thì anh em có thể lựa chọn là bỏ cái phức hợp kiếm đi, lên cái thương cung kiếm để anh em có thể trâu hơn cho được xíu. Còn dán này là tiêm định nó thọ quá rồi cho nên cũng không có cần. Còn chỗ cuối nè, hoàng ấu, cái gì? Ôi ghê nha, nó hơn thằng rát đó, nó không có anti ra đó, nó anti phần đó ra là tôi lên bảng rồi. Mày hả mày, đó. Anh em cứ chơi Ryoma cứ đừng có hổ báo quá, cứ chọt chọt chưa hay thôi. Lâu lâu mình chọt chưa hay là làm chán nó một cái là mình chạy ra. Bởi vì cái cách đánh của Ryoma là dạng là cấu rỉa là nhiều. Đó là bởi vì một số anh em bên đài họ chơi cái kiểu là lên đồ semi tăng để chọt làm chán rồi đó. Cấu rỉa máu thôi. Rồi xong ba đường luôn, sân bay. Rồi vô ép win luôn nè anh em ơi. Bên đó chết 4 đứa rồi. Rồi bao chủ, rồi video này là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hẹn anh em clip bữa sau. Bye bye. Nhớ ủng hộ tôi luôn, đăng ký kênh.